chúng mình có đấy là hình vẽ miêu tả của một hàm số. Và đây là hình miêu tả y bằng hx. Có nhiều bạn khi mà các bạn thấy các ký hiệu của hàm số như thế thì các bạn sẽ hơi sợ một tí. Nhưng mà cho đến khi các bạn hiểu được ý nghĩa của nó thôi. Thì thật ra một hàm số chỉ là dùng một biến số, trong trường hợp này là x. Và hàm số này sẽ xử lý số liệu và đưa ra một số liệu khác có giá trị bằng y. Vậy thì trong ví dụ này thì h4 sẽ bằng bao nhiêu? Dựa theo biểu đồ bên tay trái này thì tạm dừng video lại và suy nghĩ một tí nhé. Thì thật ra ấy, thì h4 cũng chỉ là khi mà mình nhập giá trị 4 vào hàm số h thì mình sẽ được y bằng bao nhiêu. Hay nói khác ấy, là khi x bằng 4 thì y sẽ bằng bao nhiêu. Khi x bằng 4 ấy, thì hàm số của mình đưa ra y bằng 3. Và chúng mình biết được từ vị nhiên và điểm này trên biểu đồ này thì y bằng 3 và h4 bằng 3. Hãy làm thêm ví dụ khác nhé. Thì h0 sẽ bằng bao nhiêu? Thì tạm dừng video lại và suy nghĩ một tí nhé. Thì thật ra câu hỏi này cũng chỉ là khi mà mình nhập 0 vào hàm số ấy thì y lúc đó sẽ bằng bao nhiêu? Thì khi x bằng 0 ta thấy là y bằng 4. Và chỉ đơn giản vậy thôi. Thì từ những biến số cho trước thì giá trị của hàm số sẽ là bao nhiêu? Và đó là điều mà những điểm này đang biểu diễn này. Mỗi điểm biểu diễn giá trị hàm số ứng với một biến số cho trước. Và bạn đã nhớ ấy, một trong những điều kiện của hàm số là đối với một biến số x mà bạn nhập vào, bạn sẽ chỉ thu được một giá trị y. Ví dụ như nếu mình có hai điểm ở đây và đột nhiên là mình có hai điểm tương ứng với x bằng 6. Và mình sẽ gặp vấn đề khi mà tìm giá trị của h6 bằng bao nhiêu, vì nó có thể bằng 1 hoặc cũng có thể bằng 3. Vậy nên nếu ta có một điểm ở đây ấy, thì sẽ không còn là hàm số nữa. Và để nó là hàm số thì đối với x bất kỳ cho trước sẽ chỉ có một và chỉ một giá trị của hàm số. Nó không thể là hai giá trị cùng một lúc được. Nhưng mà ngược lại thì có thể nhé. Có thể có hai giá trị của x cho ra cùng một giá trị. Ví dụ như nếu ta thêm điểm này thì h-4 sẽ có giá trị bằng bao nhiêu? H-4 tại điểm x bằng -4 ấy, bạn đưa giá trị đó vào hàm số và hàm số sẽ có giá trị bằng 2. Vậy h-4 sẽ bằng 2. Nhưng mình cũng thấy rất rõ đây ấy, là giá trị của h2 cũng bằng 2. Thì khi ta đưa x bằng 2 vào hàm số ấy, ta được y tương ứng cũng bằng 2. Vậy nghĩa là có thể có hai giá trị x khác nhau đưa đến cùng một giá trị y. Nhưng mà nếu bạn sắp xếp theo một kiểu nào đó khác ấy, mà với mỗi giá trị của x sẽ thu được hai giá trị của y, thì đó sẽ không còn là hàm số nữa. Nhưng đề bài đưa ra đây là một hàm số, nếu như mình không tự ý sửa đề bài nhé.